Kết quả Tottenham 2, 3 úp. Spur lỡ cơ hội áp sát Chelsea. Tottenham đã bị úp đánh bại với tỷ số 2, 3 ngay trên sân nhà. Và bỏ lỡ cơ hội thu hẹp cách biệt với đội xếp thứ tư là Chelsea. Bàn thắng, Tottenham, Berkian 13, Aurier 45, Wop, Doherty 27, Jota 57, Jimenez 73. Chấn thương của Son Heung-min và khiến huấn luyện NV chỉ còn mỗi Lucas Morer cho vị trí cao nhất trên hàng công. Hỗ trợ cho anh là bộ ba Giovanni Lo Senso, Dele Alli và Steven Berkian. Trong 10 phút đầu tiên của trận đấu là đội chơi chủ động hơn với việc nắm quyền kiểm soát bóng, trong khi đó quốc chơi phòng ngự nhưng lại sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Giữa thế trận rằng co, đội chủ nhà bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số do công của tân binh Steven Berkian, sau pha bóng tấn công bài bản của Tottenham. Lo Senso dứt điểm trúng thủ môn đối phương và Berkien đã có mặt đúng chỗ đệm bóng mở điểm cho đội nhà. Berkien mở tỷ số từ rất sớm cho Tottenham. Sau khi có được bàn mở tỷ số, Tottenham tỏ ra đầy hưng phấn với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 76%, tuy nhiên, tới phút 27, họ đã bất ngờ bị san bằng cách biệt. Từ một pha bóng cực kỳ hớ hênh của hàng phòng ngự gà trống, Matt Doherty đã có mặt đúng chỗ sút tung lướt đội chủ nhà. Kịch tính vẫn chưa dừng lại ở đó. Đúng. Vào phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, hậu vệ cánh phải sớt Aurier bất ngờ tung ra cú dứt điểm bằng chân trái cực kỳ hiểm hóc. Để giúp Tottenham tái lập thế dẫn bàn, bước sang hiệp 2, quốc tràn lên tấn công hồng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, và họ đã có được điều mình cần ở phút 57. Sau nỗ lực đi bóng của Adama cho, Diogo Jota đệm bóng ngay trước khung thành Tottenham gỡ hòa 2, 2 cho bầy sói. Tới phút 73, đội khách đã lần đầu vượt lên dẫn trước. Raul Jimenez kết thúc một pha phản công mẫu mực của Úp. Anh xử lý gọn gàng trước khi đưa bóng vào lưới đội chủ nhà. Trong những phút còn lại, Tottenham nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nhưng bất thành, thúc thủ với tỷ số 2, 3 ngay trên sân nhà. Gà trống, đã bỏ lỡ cơ hội rất tốt. Để thu hẹp cách biệt với Chelsea, đội đã bị bôn mất cầm hòa 2, 2 ngày hôm qua. Hãy để lại quan điểm của bạn ở phần bình luận nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại